Xin chào toàn thể quý vị anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mua Bán Xe Cũ. Hôm nay thì em lên cho quý vị anh chị một cái mẫu xe mà phiên bản giới hạn và cực kỳ là hiếm trên thị trường nhá. Ở đây em đang có một chiếc Mac E200 phiên bản Edition, rất rất là đẹp luôn. Đấy, bản giới hạn, vành hoa này. Đấy, đẹp không quý vị anh chị? Rất là mới luôn, được cả cái màu trắng nữa luôn. Đấy. Ở cái bản này thì đang được sử dụng cái công nghệ đó là đèn LED Intelligent nhá quý vị anh chị nhá. Đấy, kỳ là đẹp luôn. Hiện tại thì trời nó đang mưa nên là em xin phép được quay luôn trong nhà để gửi tới quý vị anh chị. Đấy, nó sẽ hơi chật hẹp một chút, mong quý vị anh chị thông cảm. Cố gắng là quay chi tiết nhất để cho quý vị anh chị xem. Cực kỳ đẹp luôn. Rất là nhiều bác có, trước em bán mất một cái con E200 Edition mà cái bản Black Edition ấy, màu đen. Rất nhiều bác gọi điện cho em bảo thích là cái form này. Đấy, thì hôm nay em lại về đây. Đấy, các bác nhìn này, ba vị trí nhớ ghế các thứ này, ghế lái, ghế phụ chỉnh điện đầy đủ luôn nha các bác nhá. Đèn auto này, đấy, phanh tay này, rồi thì cả cảm biến gạt mưa auto này, tích hợp cả gẩy số vô lăng này, đúng không ạ? Đây, để em nổ máy lên cho quý vị anh chị xem nhá. Xe thì rất là mới, lăn bánh được khoảng 6 vạn km thôi. Đây, 6 vạn 9 km. Đúng 6 vạn 9 km luôn. Chuẩn zin luôn nha các bác nhá. Check test ở đâu cũng được. Đấy. Nói chung là ở cái đời này thì vẫn được tích hợp đầy đủ. Đây này, kể cả là đĩa, điếc, ổ đĩa các thứ các bác nhá. Rồi thì media, bluetooth, vẫn nghe nhạc bình thường, vẫn giải trí, hệ thống giải trí có hết nha các bác nhá. Loa thì loa hãng của Mac. Đấy, rất là đầy đủ luôn. Điều hòa tự động này. Đấy, rất đẹp đúng không ạ? Chế độ này, radio, media, navi, rồi kết nối điện thoại các thứ đầy đủ hết rồi các bác nhá. Đấy, màu trắng nội thất đen này, rất là đẹp luôn, lăn bánh được 6 vạn 9 km đời 2015. Cực kỳ là đẹp luôn. Quá hợp ví đúng không ạ? Giá thì chưa tới 1 tỷ, hơn 900 triệu thôi là đã có ngay một chiếc E200 Edition để đi rồi. Đó. Rất là rộng rãi luôn, phân khúc Mac E, cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ hai này. Đấy, tại trong nhà nó hơi tối nên em quay cái nội thất đây, sáng hơn một tí thôi. Đây, các bạn thông cảm thì ngoài trời đang mưa to quá đây này. Mưa to lắm ạ. Chiếc xe này của em thì sẵn biển Hà Nội rồi. Đấy, các bác lấy về là chỉ việc đi thôi. Một là công chứng ủy quyền, hoặc là hai là sang tên chính chủ trong ngày. Rất là đơn giản thôi, cốp cực kỳ là rộng rãi này. Đấy, bên dưới này thì có gì? Đã được trang bị cả một bộ lốp sơ cua, đồ kích lốp các thứ đầy đủ nha các bác nhá. Đấy, rất xịn sò luôn. Đấy, thiết kế cái form này nó rất là đúng chất của Mac E luôn này. Đấy, rất là nhiều bác ưa cái form này của em. Bởi vì là sau khi em bán cái chiếc Black Edition đi thì rất là nhiều bác gọi điện cho em để hỏi mua. Đấy, rất là rộng rãi. E thì bao giờ nó cũng rộng rãi hơn C các bác nhá. Cái tầm mà hơn 900 bây giờ thì các bác mua được một chiếc VinFast Lux A, đúng không ạ? Mà giá thì nó cứ lên xuống xuống liên tục thì mua về chỉ khổ thôi. Đây, xe này bao lâu rồi nó vẫn giữ giá và ở cái thời điểm hiện tại này nó cũng hết khấu hao rồi. Đấy, hơn 900 triệu các bác đi một chiếc Mac E phiên bản Edition. Đây, phiên bản Edition nó vẫn khác biệt hoàn toàn luôn, đẳng cấp luôn. Ở đây thì đấy, em xin nhắc lại một lần nữa để các bác được nắm rõ hơn nhá. Hiện tại thì em đang chào bán một chiếc Mac E200 phiên bản Edition, màu trắng, nội thất đen, sản xuất 2015, lăn bánh được 6 vạn 9 km, sẵn biển Hà Nội rồi. Đấy, rất mới, rất đẹp luôn. Hiện tại thì em đang chào bán chiếc xe này mức giá là 968 triệu đồng có thương lượng nha các bác nhá. Các bác nào thiện chí cứ alo trực tiếp cho em qua số điện thoại ở góc màn hình để thương lượng giá cả. Đấy cũng chính là số Zalo của em luôn. Bác nào mà cần ảnh chi tiết các thứ thì cứ liên hệ với em, kết bạn Zalo các thứ, hoặc là có nhu cầu mua bán, trao đổi, đổi các cái xe mà các bác đang đi muốn lên đời này, muốn chia sẻ, muốn để lại cho em. Đấy, thì các bác cứ gửi cho em thông tin hình ảnh qua Zalo hoặc gọi điện trực tiếp cho em thì để chúng ta có một cái giá nó chi tiết nhất, hợp lý nhất để đi đến chung kết với nhau, đúng không ạ? Cuối cùng thì cảm ơn các bác rất là nhiều đã luôn quan tâm và ủng hộ.